Em kính chào tất cả các bác. Một số các bác thì có yêu cầu nhà em là review cái thuốc lào tiên lãng. Thì em giới thiệu với các bác, em đang đóng cho một bác khách ở Phú Thọ. 1 kg này các bác này. Đấy, thuốc ngon thì nó lại không được nhiều các bác ạ. Đấy, nó không bông, nó không nhẹ. Thế nên là 1 kg chỉ được một ít thế này thôi. Thế nhưng mà 1 kg này thì các bác hút nó cũng rất là lâu đó, 10 tháng rồi đến 1 năm. Đấy là các bác dùng 1 kg này. Em quay cái sợi cho các bác cùng xem nhé. Sợi thì nó là màu nâu đậm. Các bác này. Đấy, sợi nó rất đều, màu nâu đậm. Đây các bác, sợi đều, sợi chung. Không nhỏ như sợi Thanh Hóa. Không màu vàng rơm, cũng không màu đen sẫm mà nó là màu nâu. Sợi thì nó vừa phải. Và có một cái điều đó là thuốc này thì nó không bị bung. Đấy, các bác, thuốc nhiều nhựa, thuốc ngon nên là nắm chặt vào nó không bị bung. Các bác nhìn này. Đấy, thả ra thì nó không bị bung. Đấy, nó không bị bung, các bác nhìn. Không bị bung. Đấy. Thế thuốc mà nó rẻ tiền ấy là bỏ ra là nó cứ bung hết cả lên. Đấy, các bác ngửi thì cái này thơm lắm. Thơm cái mùi cỏ lá. Đấy, các bác vê. Đấy, các bác vê tay. Thì nó không bị tở ra. Cũng không bị giòn vụn. Mà lúc này thì nó mềm. Đó. Rất là ngon các bác nhé. Đây, em quay gần sợi hơn cho các bác. Thế thì bác nào cần thuốc lào mộc chuẩn kiến thiết tiên lãng thì các bác cứ nhắn tin cho em. Em sẽ phục vụ ship tận nơi cho các bác. Đấy, các bác mở túi, các bác hút thử, ưng khói, hợp khói với các bác thì các bác mới thanh toán. Không thì các bác trả ngay cái người ship hàng đó. Không thanh toán bất cứ một cái đồng nào. Nhà chúng em bán hàng qua mạng nhưng mà cũng phải đảm bảo cam kết cái chất lượng cho các bác. Các bác còn sử dụng, các bác còn giới thiệu. Rồi, 1 kg các bác nhé. Bác nào cần thuốc lào chuẩn tiến thiết tiên lãng, thuốc lào tiên vua thì các bác nhắn tin cho nhà em, cơ sở thuốc lào Tiến Vua Nguyễn Giai. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều.